Rồi. Chào tất cả anh chị em nha. Vào việc anh em ơi. Máy mà thì thôi. Đây là tắt mặt nè anh chị. Đây mở nè. Đây đóng lè nè. Qua ngày chị đóng lè. Không, lè tự động. Bóp tự nhảy xuống. Còn này là cái bình sữa nè. Hai cái vú, cái nấm vú. Nấm vú, vú xăng anh chị chứ không phải vú người ta đâu nha. Làm xích zin. Làm zin, xích zin, giúp zin. Anh chị nhìn mà xích mà cái dòng mà máy, những cái dòng máy này mà xích có cái tăng này mới gọi là máy Nhật nha anh chị. Còn cái xích mà không có cái tăng này là cái đó chừng mấy cái máy tấp xuân, tấp gì đó là mấy cái máy là Trung Quốc nha anh chị. Này hàng hiệu anh chị, hai ốc chân lam 35cc nồng này như 40 ly anh chị. Nếu mà nói dòng máy mà gọn nhẹ xách tay mà nó chạy thì thôi luôn là con này. Nè khóa lam nè anh chị. Máy này nó không thiếu gì trơn luôn chơi. Nó đẹp. Hitachi CS35 nồng 40 ly cho anh chị. Con này hệ nặng nhiều em không biết luôn. Tem Lima còn luôn nè. Trời này gì dở lên không thấy gì chơi. Gia băng nè anh chị. Ủa chữ này chữ phải gia băng. Chữ văn 3 luôn rồi. Chữ gia băng nằm nóc teo rồi. Nhớ nó có tem gia băng mà ta. À, này đóng Hitachi không đóng vô bằng chưa. Đẹp ghê không? Dở gào quá chưa. Đúng đẹp luôn con máy. Hai ốc làm thì thôi luôn, khỏi vàng luôn trong nè. Máy này thì thôi. Trợ lực nữa anh chị, không thiếu gì cho con máy này. Nè, dùng cái tinh luôn không? Thôi nó thấy ghê trời, nó nổ thì thôi coi nè. Chạy hình chưa? Kéo rồi là chạy rồi. Nè. Tắt. Kéo rồi là chạy rồi. Đóng lè chưa biết quên anh chị chưa để người ta ở bển, người ta bữa nay có dạy học nữa. Máy này thì thôi vua chúa anh chị, máy hệ nghe anh chị 2,5 triệu bao ship không có phụ kiện anh chị, em không có phụ kiện, có giũa em cho cái giũa là được chứ giờ ở đây em không có đủ đồ để cho anh chị ơi. Thì em bán gì cho anh chị cho nó rẻ chứ phụ kiện cộng công mà cái giũa xịn nghe anh chị đó, thì 2,5 triệu bao ship tặng cho cái giũa. Máy nè, trợ lực nè, lê đỏ tự động nè, bình sữa đây, khóa lam, rồi đầy đủ luôn, máy zin hết toàn bộ. Đó, chỉ thay có nấm đây thôi. Đó. Máy này thị trường không có giá này đâu nha anh chị. Thị trường 3 triệu là thấp nhất. Không, 3 triệu là cao nhất, thấp nhất là 2,9 triệu. Quá đẹp, quá vip, gọn, gọn, nhẹ, mà nhẹ không nhẹ mấy đâu nha anh chị. Em thấy này không nhẹ đâu nha. Phải 4 cái máy á, nặng 40 ly luôn à. 4,5 kg á, ít á. Đó. Rồi, những rẻ tiền thì nằm đây, nó mini mini tip. Mini tip. Rẻ tiền ở đây, 1,8 triệu. À, này hai cái máy à. Còn này khủng long bao chúa, nặng như quỷ. Đây, chỉ cần liên hệ em ha. Bán kiếm tiền chơi, bữa giờ khổ quá, bữa giờ không có bán không có tiền bạc ở trên đó. Bữa giờ không ăn cơm luôn anh chị. Không thở chứ. Không tiêu. Rồi thôi nó giảng thôi chứ em chào nha. Chỉ cần liên nè. Cái đài này là đài nhỏ nhỏ nè chị thấy không? Thấy không? Này nè. Đẹp với ông. Hai người khác xa đây ha. Này bữa mới lắm mà đường này vô cái nó xa quá luôn. Rồi thôi em chào.